Hôm nay mình đi làm thẻ định cư cho mẹ, thẻ định cư bệnh viện cho mẹ. Con, bữa ngon không con? Mẹ xin chào ông bà cô chú đi. Con đang đi đâu đó, mẹ? Đi hay xin đi. Con đi làm giấy tờ với mẹ. Đi làm giấy tờ với mẹ nhé. Hôm nay mình đi làm thẻ định cư cho mẹ, thẻ định cư bệnh viện cho mẹ. Không? Dạ. Ừ. Con nghĩ là từ giờ về sau là mẹ sẽ được sống vĩnh viễn ở đây, được phép sống vĩnh viễn ở đây, đúng không? Dạ. Ừ. Đi đâu? Ừ, người ta bán rau củ quả ở đây đó. Đây là một hạt sạp trái cây ở ngoài trời ở phần ra. Mình sẽ băng qua đường để đi lên chỗ đó. Con à, con đi mẹ thích không? Dạ. Ừ, ngoan nha. Dạ. Thúy đã nộp hồ sơ và đăng ký online, thì sau đó Thúy sẽ đăng ký lên để trình diện để lấy chữ ký. Thì Thúy có lịch hẹn lúc mà 9:45 thì hai mẹ con đi xe buýt và đi tàu đến. Và sau đi đến nơi thì nhà Thúy sẽ chờ một chút xíu cho lúc họ gọi tên mình. Cho mẹ xem cái tàu này nó ghi gì nè. Làm việc tại Phần Lan thì bận đến Phần Lan và những điều lưu ý như là sau. Đây là cuốn sách của văn phòng lao động, không phải cái này, cuốn sách của sở di trú, họ in ra các ngôn ngữ khác nhau để mình có thể tìm hiểu các thứ. Cái này xem hướng dẫn này cho người Việt Nam mình qua đây làm việc á, để không bị bắt nạt nè, để được bảo vệ nè, và những quyền lợi của người Việt mình khi được lao động ở Phần Lan sẽ như thế nào đó con. Đó là chú đáo quá đúng không? Có hợp đồng lao động và các thứ này, tất cả các thông tin ở trong này nhé. Đó nè, không cần trả tiền cho môi giới lao động, phí nộp đơn, chi phí hồ sơ và nhân viên lưu giữ biên lai thanh toán phí. Bây giờ Thúy và em Bon sẽ đi ăn trưa cô chú anh chị ạ, và sau đó sẽ cho em Bon lên thư viện của thủ đô Helsinki chơi một chút rồi về đón em vui và dọn dẹp nhà cửa. Em Bon không chịu ngồi với mẹ, em Bon cứ muốn ngồi mình kia thôi để ngắm đường ngắm xe đỡ phải làm phiền. Pichu. Ủa không có ai ta. Hôm nay thì đi gia hạn thẻ định cư bệnh viện và họ nói là tầm 12 đến 18 tháng trước khi 12 đến 18 tháng thì sẽ được duyệt trong vòng đó, thì mình sẽ chờ khi nào duyệt thì họ sẽ gửi thông tin về cho mình. Làm xong giấy tờ thì đã 11 giờ kém, cho nên Thúy đưa em Bon đi ăn trước khi mà em Bon lên khu vui chơi. Gọi là nó là cái thư viện mà trước giờ Thúy luôn lên đó cô chú anh chị. Đây có cơm, đây có bún á, con ăn bún. Thúy gọi một tô phở để hai mẹ con cùng ăn chung với nhau. Đây là tiệm mà Thúy cùng với các bạn hay lên đây ăn. Em Bon coi cái chia sẻ nào. Bác sĩ chán quá, thế mà không khâu cho em Bon nhỉ. Đáng lẽ là phải khâu vết sẹo lại, bây giờ thành sẹo hở rồi, thành một cái sẹo to đùng trên cái mặt đẹp trai rồi. Đây cũng tỏi, hành ngâm, tương ớt, ngon quá. Mẹ thích ăn cái này lắm Bon. Mẹ thích lắm, em Bon thích không? Không thích không? Cái này ngon mà. Ok, thế em Bon không cần ăn nhỉ? Mà bác sĩ kêu là 5 ngày là nó kín. Không phải khâu. Dạ. Sao mà? À bún. Ok, đưa cái chén này mẹ lấy bún cho. Đó, cái chén mẹ to, chén mẹ chiêu chiêu. To quá. Cái này bé chiêu, cái này sơ sơ. Ừ, cái này to. Bu bu. Ngon không con? Dạ. Dạ, quá, ngon quá hả? Để đây mẹ chan thêm nước nhé. Tí nó hút nhé. Hay mẹ bỏ ra đây cho nó nguội nhé. Bỏ ra đây tí nó nguội cho con hút đó. Con ăn giỏi. Mẹ đây, tí nó con thích thì con hút, còn không thì mẹ hút. Ăn thêm bún không mẹ? Là thêm bún cho con. Xong hả?
Em Bon thì rất là thích ăn bún, ăn phở, cô chú anh chị và thích ăn mì tôm, nhưng mà Thúy rất hạn chế, cực kỳ hạn chế cho em Bon ăn mì tôm. Thì Thúy có thể cho em ăn bún hoặc phở và thỉnh thoảng thì em Bon mới được đi ăn ngoài. Con. Này đây đó, này ở cái tiệm này thì nó rất là thuận tiện vì nó nằm trong một cái trung tâm thương mại lớn nhất ở Helsinki. Và cái nơi này thì có một khu vui chơi rất là lớn dành cho trẻ em ở trong cái khu này luôn. Thì nó rất là thuận tiện cho mọi người, vừa có thể đi siêu thị mua đồ ăn, vừa có thể mua quần áo và có thể ghé ăn. Và đây sẽ có rất là nhiều đồ ăn khác nhau và có thể ẩm thực từ các nước khác nhau luôn. Nhưng mà khi mà đến đây thì mình sẽ ăn xong thì hai mẹ con bắt thêm một trạm tàu nữa để lên thư viện Odi. Và lúc mà gần đến nơi thì em Bon đã ngủ rồi cô chú anh chị ạ. Và Thúy sẽ cho em Bon lên tầng 3, thường thường sẽ để xe đẩy phía dưới. Nhưng mà em Bon ngủ thì sẽ cho em ngủ tầm 30 phút ở đây. Sau đó Thúy sẽ tranh thủ làm video. Hôm nay Thúy có một dùng một cái loại son collagen. Thì nó giúp mềm môi và dưỡng ẩm ý. Thì Thúy tô từ sáng giờ cho em Bon chơi một chút thì hai mẹ con lại đi về. Trên đường về gặp hội chợ ẩm thực thì ở đây có bán bánh mì Việt Nam. Thế là Thúy lại mua một cái bánh mì về để ba mẹ con chia nhau ăn. Và ở đây thì vào cuối tuần họ đang mở cái hội chợ này thì rất là nhiều loại ẩm thực từ các nước khác nhau. Và hôm nay cũng là ngày Yuri trở về từ Ả Rập cô chú anh chị ạ. Chứ không phải bố đâu. Của ai đó con? Con là của ai? Bố hô rướp hầu. Thì con cảm ơn bố chưa mà lấy cái đó. Con ôm bố cái nhanh. Rướp hầu vào. Vì có rướp hầu rồi hả? Tao tao dai dai vai te mettor di saxi. Ma ho c'ho ma che. Ma che c'è qui? No. Testa. Io so fare. Vivi. Vivi. Cô Vivi đây à? À. Đi cho mẹ mượn đi. Đi cho mẹ đi. Đi cho Vivi cho mẹ nhé. Cho mẹ đi. Sulla on monta rollea jo. Ai tänne näin. Okei. Katoonko täällä äitille jotain? 65 euroa dollar. So how much? This is from Europe. Mẹ cảm ơn. Cảm ơn anh. I have so much perfume and Evan don't use much. Okay. And I remember one time you say that your friend has so many perfumes but you only have one. So now you don't have only one anymore. So you cannot complain about that. Mä leikkää yhdessä niillä. Et halua leikkiä yhdessä. Mä Don't want to. Tuu iskankaan tänne näin. Joo, tuu iskan. Nhớ mặt nha. I go here so we can smell.
Eikö sä nyt meinaa leikkiä ollenkaan? Iskä toi uuden lelu, niin ei nyt tarvi katsoa televisiota kyllä. En saa leikkiä. Ai jaha. Bữa nay mùa xuân về ấm rồi cho nên khu chung cư nhà Thúy có mua hoa thủy tiên và để trước cửa như thế này cho có không khí. Kiểu giống như là thấy hoa thì đời đúng nó yêu đời hơn một chút xíu. Và hôm nay là 8 giờ đêm trời mới tối cho nên là trời còn sáng. Thế là Thúy Yuri đưa hai em bé ra cái công viên gần nhà chơi để cho hai con cũng như là cả nhà có thời gian bên nhau ấy. Với cả ra hít thở không khí trong nhà trong lành, thời tiết bữa nay cũng rất là đẹp rồi. Nó không còn nó quá lạnh nữa. Em muốn thì giống như là bà già vậy đó, em muốn thích đội cái mũ như thế. Vivi mẹ vào nhá. Vi vào không? Không. Hợp. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã theo dõi video của nhà Thúy Yuri ngày hôm nay. Hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Chúc mọi người ngủ ngon. Bye bye.